Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng countdown bằng PowerPoint nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert và vẽ một hình vòng tròn. Chúng ta nên giữ Shift để vẽ được hình cuối đều. Sau đó rồi, vào Shape Format, căn Center và Middle để hình tròn vào tâm của slide. Mình sẽ để màu nền là No Fill để nền rỗng và tô màu viền là màu có sẵn ở trên này. Cuối cùng, chúng ta sẽ chỉnh điểm vàng để hình vòng tròn mảnh hơn. Sau đó, chúng ta giữ phím Ctrl kéo hình vòng tròn ra ngoài để nhân đôi. Lại vào Shape Format, mình sẽ để màu nền là màu vừa tô cho viền và lại căn vào Center, Middle để hai hình đồng tâm với nhau. Cuối cùng, chúng ta sẽ vào Animation, vào phần thêm chuyển động và thêm hiệu ứng Wheel màu đỏ. Chúng ta sẽ để Duration là khoảng thời gian cạn đi, ví dụ là 10 giây. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Vòng tròn lúc này sẽ biến mất dần theo chiều kim đồng hồ trong vòng 10 giây. Cùng tham gia khóa PowerPoint tháng 3 của mình tại Hà Nội để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceline, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint nhé.